Ví dụ như thấy một cái tay này, nó mặc đồ rách, nó ôm bát, nó đi lang thang. Ồ, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh. Là cũng tào lao bà trợn, mà có biết có phải tay đó nó thiệt không? Hiểu coi nó tu cái gì, nó nói cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nhiếp tâm được chưa, nó biết cái giới luật là gì không, lời Phật dạy học được bao nhiêu cái, nó sửa được cái gì rồi. Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm đi, cái là đồ đây là bậc thánh cuộc đời của tôi. Nó cũng là chỉ tay của tôi có thể giống như chỉ tay của sư Minh Tuệ luôn. À, chỉ tay của tôi là giống ngay cho bàn tay của sư Minh Tuệ luôn. Tôi với sư Minh Tuệ là sanh vào ngày ngày tháng giống nhau luôn á. Tôi cũng năm 81, tôi sanh vào ngày 13 tháng 5, sư Minh Tuệ thì ngày 19 tháng 5. À, tôi sư thì ngay ngày của bác. À, 19 tháng 5 phải không? Tôi thì ngày 13 tháng 5. Tôi cũng năm 81, sư Minh Tuệ cũng năm 81 cùng. Hồi xưa tôi cũng được cũng giống như sư vậy đó. Tôi cũng tu 18 năm. Cũng được như sư vậy. À tôi 18 năm luôn. À 18 năm ăn chay, 18 năm. Chào cả nhà nha. Sáng nay là ngày thứ tư nha cả nhà, ngày 22 tháng năm, 22 tháng 5 nha cả nhà. Đây là ngày nay sáng nay mình đến huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh này để ghi hình bức tượng phù điêu của cả nhà, bức tượng của Đức Sư Minh Tuệ nha cả nhà. Nay là giai đoạn vô giai đoạn hoàn thành. Chân dung của Sư Minh Tuệ được đắp của một nghệ nhân ở trong đây nè, để mình vô trong đây mình ghi hình cho cả nhà coi là ngày nay là chân dung của Sư Minh Tuệ này đã vô giai đoạn hoàn thành rồi nha cả nhà. Để mình đi vô trong đây, mình đang ở đây là huyện Bình Chánh nha cả nhà. Huyện Bình Chánh. Cái nhà bây giờ mình có mặt tại nghệ nhân Quỳnh Hào nha cả nhà, đang tặng tạo tượng là một bức tượng này là làm đang tạo bức tượng nè cả nhà. Dạ. Nghệ nhân Quỳnh Hào. Tập trung nhiều á, tập trung vô đó nhiều nó mới được vậy á. Còn mình làm một bức tượng đúng là của sư Thích Minh Tuệ. Cũng tầm 7 ngày. Hoàn thiện luôn là 10 ngày không em? Ra khuôn rồi hoàn thiện tầm cũng thêm 4-5 ngày nữa. Mười mấy ngày ha. Coi như mười mấy ngày là xong thầy Thích Minh Tuệ đó bạn. Cái này chưa ai đặt mua em hả? Cũng có vài người rồi nhưng mà em hẹn ra sản phẩm rồi. Coi như xong cái này là em làm không kịp luôn nha. Bảo đảm là em hót lắm luôn rồi đó. Ở đây có nồi cơm điện thì ở nồi cơm điện đây có cái vạch luôn của chú anh nấu chín sôi rồi đó. Đặc biệt ở đây là cái nét mặt, cái khuôn mặt. Với lại đẹp ha, có hồ mỹ trang ngoài đời luôn à. Giống luôn, giống đến 90%. Có nét nhăn nữa kìa. Chắc là giống. Đúng mỹ trang luôn ha. Đây cô chú chị. Thôi nhìn cân kỹ. Minh Tuệ thực hành 13 hạnh đầu đà. 13 hạnh đầu đà bao gồm 1. Y phục làm bằng những mảnh vải rách. 2. Chỉ dùng ba y. 3. Khất thực mà ăn. 4. Chỉ ăn một bữa vào giờ trưa. 5. Không ăn quá no. 6. Không tích trữ đồ ăn. 7. Không giữ tiền bạc. 8. Sống độc cư một mình. 9. Sống trong nghĩa địa. 10. Sống dưới gốc cây. 11. Sống ngoài trời. 12. Không ở cố định, thường du hành. 13. Ngồi ngủ, không nằm ngủ. Hành trang của thầy là cái miệng luôn cười, là đôi. Bức lớn nè. Bức nhỏ, anh cho ra bức nhỏ 40 xăng á. Dạ. Nó tầm 2 triệu. À, cái tượng này là tượng lớn em? Sạch. Giữ gìn năm giới. Giới thứ nhất, không sát hại sinh mạng của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều sợ chết như quý vị vậy. Khi bỏ được nghiệp giết hại, thì trong lòng quý vị tự nhiên sẽ sinh khởi lòng từ bi. Giới thứ hai, không được trộm cắp, và phải cố gắng hết khả năng của mình giúp đỡ những người khốn khó. Giới thứ ba, không tà dâm. Thủy chung đối với vợ hay chồng của mình. Giới thứ tư, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ngon ngọt,
hay nói những điều không thích đáng. Giới thứ năm, không uống các thứ làm say lòng người. Pháp môn của ta rất đơn giản, nhưng vô cùng vững chắc. Số điện thoại mình có trong đó luôn. Là có đầy đủ. Tượng Phật Quỳnh Hào. Tượng Phật Quỳnh Hào. Chú các bạn có xe vô là tìm kiếm thì vô Google á. Tượng Phật Quỳnh Hào là có địa chỉ chú bạn. Địa chỉ đường luôn, cái số điện thoại của em luôn nha chú bạn. Em có để số điện thoại luôn. Còn chú bạn có muốn là thỉnh tượng Phật nghe tượng thầy về thì liên hệ với em của chú bạn. Đây là xã Đa Phước của mình tránh luôn chú bạn. Trước thì em chỉ nhận lớn thôi, em không nhận nhỏ. Lớn là sao không? Lớn là chiều cao là tầm 70 tấc mét. Tượng ngồi thì tầm 70 tấc mét luôn. Nhỏ nữa thì em không có làm luôn. Nhỏ như vậy thì mọi người hỏi nhiều mà em không có làm nữa. Không có thời gian làm mấy tụi nhỏ. Em đây là ở đây em làm có mình hả? Có người phụ không? Có làm có 5 anh em. À 5 người hả? Qua tài rất là đẹp. Em khách từ chi tiết nhỏ của các bạn. Không để có sót, cho sót một cái chi tiết nào của bạn. Cái này xong đó. Bảo đảm luôn á, xong mấy ngày nữa là không kịp đâu. Đây là toàn cảnh bức tượng của sư Minh Tệ nha cái nhà. Không số điện thoại của em nãy chị điện là đúng không? Mà sao nó sư Minh Tệ đã vô giai đoạn hoàn thành rồi nha cái nhà. Nãy ăn với em kia cũng làm tượng mà tượng lớn hơn kia. Tên Bảo. Không biết tên nhưng mà em làm tượng. Chuẩn bị em mà làm cái này làm tới Tết cũng không hết nữa, là thế nào cũng người đặt dữ lắm, bảo đảm luôn mà ai cũng thích đâu. Chùa đó là tao cũng đặt nhiều lắm, người ta đặt người ta tặng người cho chùa nhiều lắm. Có hoài có tiếng thì chơi hơn hoài. Ngon ngựa, clip của em qua clip đó lên ngàn mấy lượng ký luôn. Thì lên ngàn mấy luôn, bốn ngàn, bốn mươi mấy ngàn, lên năm mươi mấy ngàn rồi đó. Bốn năm gần mấy? Bốn năm gần mấy chứ. Bốn năm gần mấy. Lấy đồ lan đi. Mình xem nhiều chút điều. Có danh coi luôn. Không biết mình làm thêm nữa. Nghệ nhân rất khéo tay nha cái nhà. Cái nhà nhìn thấy không? Gân cổ nổi luôn kìa. Đủ có gân đồ hết. Nghệ nhân rất khéo tay. Như bả là có lo chúng một clip 40 mấy ngàn. Mỗi lần 1 ngàn người lên 1 ngàn mấy lượng mấy ký luôn. Cái gấp điện thoại dựng lên đây. Nước lên cho nó sạch mét, sạch bao giới. Còn nhảy hoài. Còn lên nữa. Sạch mét này cho sạch bao giới vậy bạn. Xương mình tệ nha cái nhà. Đây là xương mình tệ. Thì bà con mình bây giờ là rất chiêm ngưỡng tín ngưỡng ông, cho nên là theo thầy này các bạn nó theo dõi, không dõi đón xem rồi tới em hoàn thiện thầy thuyết bên tại luôn các bạn. Đây là còn đổ khuôn nữa, còn đổ khuôn, đổ khuôn này nọ rồi giờ sơn y của thầy nữa nè, lên màu y nữa mới giống 100% các bạn. Giờ là mới 99% thôi, cực kỳ là giống luôn. Từ còn chi tiết nhỏ nữa các bạn. Còn lên ba y nữa, ba y của sư nữa, nồi cơm. Nồi cơm phải màu trắng nữa. Nồi cơm điện của sư Minh Tệ là phải màu trắng nha. Chai nước suối. Nồi nồi inox rồi. Nồi inox. Nhưng mà cái nồi cơm của sư Minh Tệ là cái này là không có cái viền này nha. Ổng mà ổng cắt hết. Của sư Minh Tệ là cái nồi cơm cắt hết. Chai nước suối ổn thì các bạn. Từ chi tiết nhỏ là đầy đủ hết các bạn. Nhà thấy y đắp y rất khéo. Cái nhà. Cái giỏ túi rất khéo. Từ cộng dân. Từ từng chi tiết nhỏ luôn. Này là
lên màu là cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp các bạn. Ở nhà để đi một vòng cho cái nhà xem, rất khéo, quá là khéo. Em ơi, cậu mới quạt á. Từng y hết. Em tạo mình đặt xét cho con chú các bạn, rồi mới vô đổ khuôn rồi đổ đặt cao mới lên màu các bạn. Phải làm từ công đoạn vô mới được các bạn. Từ công đoạn mới ra được cái hình tượng 100% các bạn. Sư Minh Tệ có một thứ láng hết nhưng mà cái bàn tay ngài rất đẹp. Cái bàn tay của ngài Sư Minh Tệ rất là đẹp. Thẳng băng đều lắm. Đi ngoài nắng mà cái đầu lắm bóng. Đầu lội tờ chân đập đất thiệt. 2000 mấy năm rồi mới có một vị ra đời. Sống à. Không khổ hạnh đi gì đâu. Không là bây giờ gì Phật sống luôn rồi đó. Sống trong lòng mọi người. Trong lòng Phật sống. Thầy thấy ai cũng lại. Bây giờ ai thấy cũng lại cho thầy chứ thầy mà thì chứ mà còn thấy quỳ lại ổng mà. Tại 13 hạnh đầu đà khó tu lắm. Không phải ai cũng tu được đâu. Chưa làm mình cũng biết rất là. Chưa thầy gặp thầy Thích Minh Tệ là cũng thấy là quỳ lắm chứ không phải. 13 hạnh đầu đà. Để xa xa kia kìa. Em rất chú tâm làm cái tượng của thầy Thích Minh Tệ các bạn. Cái nhà ở dưới có thể nhìn lên không? Cái nhà thấy rõ chân dung. Dáng hình mỏng mai luôn, mai mỏng. 48 kg. Nó còn lên nữa mà. Đang hót đang coi nè. Hình dáng của Sư Minh Tệ là 48 kg. Thế anh tới ra ngày đó gặp sư chưa? Chưa. Xa quá để không gần gần cái này mới đi giờ xa quá. Về tới Nha Trang là ra liền. Về tới Nha Trang là sẽ ra gặp sư liền. Nhưng mà cũng có mấy ông bạn cũng ra ngoài rồi nhiều mấy người. Mấy người quan tâm đến thầy đó. Đúng rồi đúng rồi. Đây, cái nhà thấy ông đang vẽ y nè cái nhà. Vẽ từng nét y luôn. Nghệ nhân tẻ mà. Quỳnh Hào mà hết mười mấy năm ở trong nghề rồi đó. Ngày nay nữa là ngày cuối cùng nha, cái nhà bắt đầu là mới lên y. Lên mà sơn màu đầu là đổ khuôn ra. Em cũng rất tín ngưỡng. Đây là bằng đất nha nè. Làm cái tượng Phật. Đất sét. Cái tượng thầy cực kỳ là giống của Phật. Em rất là tâm vô đây. Cái nhà có thể nhìn thấy không? Đây là có nét gân luôn nè cái nhà thấy không? Gân luôn nè. Gân nổi luôn. Mới làm được. Gân nổi luôn. Tập cái gân rất khéo. Kinh khủng thiệt chứ. À, bữa nay là em xong đó hả nào là hết. Dạ. Ngày nay là xong. Ngày mai em bên đây em mới quét tinh bên đây là ra cao. À ngày mai em còn nữa mà. Em ra khuôn. Mới ra khuôn. Ra khuôn rồi em mới ra chất liệu. Mới ra là đổ ra khuôn gạch cao. Chất liệu ra cái tượng giống Phật A Di Đà trước. À. Còn mới sơn lên màu không mày? Mới sơn mới làm ra gì đó. À. Cái này em làm tới mấy giờ chiều em nghỉ? Làm tới giờ có thể làm tới tối. Tối má em ngồi làm hoài. Tối là tối là em phải ngủ. Em ơi tối nay chị xuống nữa đó. Em nói 4 giờ nghỉ đi. Mới tới tối rồi. Chị đi làm về chị đạt qua nữa đó. Em tối em còn không? Tối đứa rủ quýnh đi ra vậy. Xuống đi nếu cái nhà nhìn thấy không? Sắc nét đỏ rõ ràng hết không? Y của thầy. Bắt đầu là phủ màu lên.
Quỳnh Hào này ba y trên TikTok các bạn gõ được TikTok cũng có rồi các bạn, Facebook cũng có rồi, lên trang Google cũng có rồi các bạn, em có trang web web riêng luôn các bạn ơi. Quỳnh Hào rồi chú bóng tự học Quỳnh Hào là giàu có em ạ, gặp em Hào luôn. Anh có để số điện thoại đâu các bạn, các bạn có muốn đặt tiền hay là gì đó thì liên hệ với em. Bàn tay của sư Minh Tệ rất đẹp, ở ngoài đời là rất đẹp. Bàn tay duy nhất à, à, rất đẹp. Chỉ tay của tôi có thể giống như chỉ tay của sư Minh Tệ luôn. À, chỉ tay của tôi là giống ngay cho bàn tay của sư Minh Tệ luôn. Tôi với sư Minh Tệ là sanh vào ngày ngày tháng giống nhau luôn á. Tôi cũng năm 81. Tôi sanh vào ngày 13 tháng 5. Sư Minh Tệ thì ngày 19 tháng 5. À, tôi sư ngày ngày của bác. À, 19 tháng 5 phải không? Tôi thì ngày 13 tháng 5. Tôi cũng năm 81, sư Minh Tệ cũng năm 81 cùng. Hồi xưa tôi cũng cũng được cũng giống như sư vậy đó. Tôi cũng tu 18 năm. Cũng được như sư vậy. À, tôi 18 năm luôn. À 18 năm ăn chay, 18 năm rồi sau này mới lấy vợ. Tại gia là tu. À tại gia thôi chứ không được như sư. Vừa đi làm vừa như là ấy thôi, ăn chay niệm Phật thôi. Nên bây giờ có một bậc chân tu về hiện lên là tôi phải đến liền, đến ông liền. Nghệ nhân Quỳnh Hào ấy tự tin TikTok. Hai ngàn mấy trăm năm lại mới có một vị. 13 hạnh đầu đà khó tu lắm. Không ai mà làm được đâu. Thế gian này không có bao nhiêu người làm được 13 hạnh đầu đà đâu. Em lấy bởi bìm lâu chưa? Đây là chân dung của sư Minh Tệ nha cả nhà. Cả nhà có thể nhìn cặp mắt của ngài nè, thần luôn, sắc thần luôn nha cả nhà. Sắc thần cặp mắt luôn nè cả nhà. Nghệ nhân làm rất khéo luôn. Ổng cũng coi mình thấy tâm thì chỉ tâm đó, nhưng mà ổng cứ sợ chật quá thôi, để hỏi được cái ăn cái bữa đứng dưới hỏi lắm. Nó mới chỉ cái một vậy rồi bây giờ nó không làm được cái sao nghe như xịt ủ lên nghe heo làm đó nghe thôi rồi đó. Cái nhà có thể nhìn thấy sư Thích Minh Tệ không cả nhà? Đây là nghệ nhân làm gất qua tay này cả nhà. Bắt đầu là ngày này, còn ngày nay nữa là bắt đầu là vô ép khuôn nha cả nhà. Đây là sư Minh Tệ ngày nay bắt đầu là ép khuôn, ngày nay là vô hoàn thành, bắt đầu là chuẩn bị đổ khuôn nha cả nhà. Bắt đầu là sơn y. Đắp khuôn đổ xong rồi là sơn y phải không? Dạ. Sơn y, ba y của sư nha cả nhà. Rất cả nhà nhìn thấy. Không khác gì ở ngoài đời luôn. Nói điều này cả nhà. Chia sẻ cho cả nhà xem chút sư Minh Tệ nha cả nhà. Chào em chia sẻ. Thôi chào anh luôn nha. Chào anh Quỳnh Hào. Cảm ơn. Đây là nghệ nhân Quỳnh Hào cả nhà. Dạ dạ. Thôi chào anh Quỳnh Hào. Thôi chào cả nhà luôn nha. Nhà thấy không? Nồi cơm điện của thầy đã sửa lại rồi nè cả nhà. Thì cô chú và các bạn xem em Quỳnh Hào thấy làm tượng rất đẹp, rất có hồn thì cứ liên hệ với mình. Có số điện thoại nha. Có chỗ trên đường luôn. Thì cô chú và các bạn mình có muốn ấy thì cứ liên hệ thì em